thu qua đi và xuân sắp đến, lệnh phong tỏa đã được ban bố trên mọi thành phố. Đây là động thái nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trên toàn cầu. Mọi người phải làm việc tại nhà. Thời gian đầu rất tuyệt vời vì chỉ có nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, chị dần gặp phải mâu thuẫn với chồng thường xuyên hơn vì họ quá thoải mái với nhau, nên đôi vợ chồng đã trò chuyện một cách thiếu tôn trọng. Một ngày nọ, vợ chồng chị đã to tiếng tranh cãi vì vài chuyện nhỏ nhặt. Trong khi cố lờ đi tâm trạng không thoải mái và hỗn độn trong nhà, chị nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ rằng mình đã đúng, còn anh ấy mới là người sai. Ngoài khung cửa sổ, mặt trời đang khuất dần sau rặng núi. Bỗng trong đầu chị vang lên câu nói trong Thánh Kinh: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Đây là thời điểm tuyệt vời để thực hiện điều này. Nhưng lòng tự tôn trong chị vẫn đang nói với chị rằng tôi mới đúng, và đây không phải là lỗi của tôi. Lời Kinh Thánh đã chạm đến lòng tự trọng của chị. Chị tìm đến với chồng, quanh quẩn bên anh ấy, cố tìm đúng thời điểm để xin lỗi, nhưng lại do dự bởi cảm giác khó xử. Trong khi chị còn do dự, bóng đêm ngày một bao trùm khắp mặt đất. Cuối cùng, chị cũng thốt lên ba từ: em xin lỗi. Khi lời xin lỗi được cất lên, thì những điều sau đó thật dễ dàng. Chồng chị ấy cũng không ngần ngại nói rằng anh mới là người nên nói lời xin lỗi. Kể từ đó, họ luôn nhắc nhớ nhau về lời khuyên của Thánh Phaolô: phải xin lỗi trước khi mặt trời lặn, để cơn giận không làm cớ sinh oán thù và là cơ hội để sự dữ xâm nhập. Kính thưa quý vị và các bạn, giận hờn trong chúng ta ít nhiều ai cũng có, không thể tránh khỏi. Trong cuộc sống nhiều va chạm, Chúa không chấp nhất ta vì những cảm xúc nhất thời ấy, nhưng Chúa sẽ kết tội ta nếu ta cứ nuôi mãi lòng giận ghét không chịu bỏ qua. Vì thế, việc tha thứ vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi Kitô hữu. Khi chúng ta biết tha thứ là lúc chúng ta đang thực hiện lệnh truyền của Chúa Giê-xu: anh em hãy tha thứ cho nhau không phải 7 lần mà 70 lần 7. Chúng ta được mời gọi hãy tha thứ vô điều kiện và tha thứ để ngày ngày nên giống Chúa hơn. Sống tha thứ như Chúa trông có vẻ thiệt thòi khi chúng ta dễ bị đồng hóa với sự nhu nhược, nhút nhát, cam chịu, yếu kém. Nhưng thực ra, để được tha thứ giống Chúa, mỗi chúng ta cần có sức mạnh nội lực để chiến thắng sự hận thù, cái tôi của sự tự ái, tự tôn, thay vào đó bằng những năng lượng tích cực của tình yêu thương tha thứ, khiêm tốn và lan tỏa sự bình an đến với mọi người. Như trong lời bài hát tha thứ của Linh Mục Phong Trần: tha thứ để nên giống Chúa Giê-xu từng ngày, tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm, tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Vâng, khi tha thứ là lúc chúng ta buông tha trái tim của ta. Một nhà tâm lý người Mỹ nhận định như sau, trên bình diện nhân phẩm: tha thứ là biện pháp tốt nhất cho cả người tha thứ lẫn kẻ được tha thứ. Vì sự tha thứ khai mở năng lực tinh thần cho con người và có tác dụng làm cho con người sống khỏe mạnh và tươi vui hơn. Theo tâm lý học, mỗi người chúng ta giận hờn là lúc trạng thái mất bình tĩnh, mất kiểm soát hành vi ở nhiều mức độ do bực bội và khó chịu gây ra. Điều đó khiến cơ thể và tâm sinh lý buộc phải phản ứng mạnh. Nhiều chuyên gia ví von, mỗi lần giận hờn là cơ thể chúng ta đang phải hứng chịu một cơn động đất.
và cơ thể chúng ta sẽ phải chịu hậu quả vô cùng lớn lao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Từ khía cạnh tâm lý tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến khía cạnh tâm linh. Khi giận hờn, chúng ta dễ mất đi sự kiểm soát trong suy nghĩ và hành động. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Nếu chúng ta mãi sống trong cơn giận dữ quá lâu, thì ma quỷ có nhiều cơ hội tấn công chúng ta hơn. Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống và khi kết thúc một ngày sống, chúng ta nên xua tan hết những bóng tối của sự dữ trong tâm hồn chúng ta, để ánh sáng Đức Kitô luôn soi rọi mọi bước đường chúng ta đi, cho dù chúng ta đang đi trong bóng đêm mịt mù. Sự tha thứ ở đây không phải chỉ là một hành động của ý chí, mà còn là một ân ban. Cho nên, sự tha thứ thật lòng của chúng ta cần lắm những lời cầu nguyện kèm theo. Lạy Chúa, xin đổ đầy tâm hồn chúng con tình yêu thương Chúa, để chúng con có thể chiến thắng được sự hận thù trong con, và không để cho sự giận hờn chiếm ngự tâm hồn yếu đuối của chúng con quá lâu. Nhờ đó, chúng con có thể trở nên giống Chúa mỗi ngày bằng đời sống yêu thương tha thứ như Chúa. Amen. Nếu con tim khô khan đi thênh thang giữa trời nắng hồng, có khác chi đêm đen, không trăng sáng và không ánh sao. Hãy lãng quên ghen tuông, cho hận thù chìm trong dĩ vãng. Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì Ngài xóa hết oán hờn. Cho ta cần nhận tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Ai mà không có lỗi, ai là không có tội, khi ta mang kiếp được dựng nên từ bụi cho ta cần nhận tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim.